Xin chào các bạn tân sinh viên. Là một năm học mới đã bắt đầu, các bạn cũng đã có những bước đi đầu tiên trên con đường sự nghiệp cũng như là tương lai của mình bằng quyết định về chọn trường và chọn ngành mà mình sẽ theo đuổi trong những năm tới. Thế là Hải Đăng, giáo viên và cố vấn học thuật đến từ IELTS Friday. Với tư cách từng là một sinh viên cũng đã có những năm tháng đáng nhớ ở trên ghế nhà trường, cũng như là có những kỷ niệm và kinh nghiệm cũng gắn bó với sự nghiệp, cuộc sống sau này, thì thầy mong muốn chia sẻ đôi điều để sát cánh ở bên các bạn nhé. Đầu tiên, về việc quá trình chọn ngành thì quả thực là vào thời gian đó thì thầy cũng giống như rất là nhiều các bạn học sinh khác thôi. Đó là không thực sự biết mình thích gì và muốn làm gì trong tương lai. Lúc đó thì các phương tiện truyền thông cũng chưa có nhiều những cái sự định hướng về sự nghiệp. Và bản thân thầy thì cũng không có cơ hội được tiếp xúc với nhiều ngành nghề để có một cái định hướng thật là rõ ràng cho bản thân mình. Ngoài ra thì quyết định chọn trường vào thời điểm đó thì cũng áp lực hơn tương đối nhiều. Bởi vì mỗi học sinh thì chỉ có hai nguyện vọng mà thôi. Tuy chưa biết là mình sẽ chọn ngành nghề gì và làm gì, nhưng mà thầy cũng có một chút gọi là cảm nhận được về những cái phẩm chất của bản thân. Ví dụ như là thầy cũng có một cái vốn ngoại ngữ tương đối tốt vào thời điểm đó. Ngoài ra thì cũng có một cái sự quảng giao, cũng là thầy cũng tương đối ham giao lưu với nhiều người, nhiều nhóm đối tượng và nhiều background, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Và ngoài ra thì thầy cũng có cái sự ham tìm hiểu và cũng như là tiếp thu tốt những cái kiến thức xã hội, ví dụ như là về văn hóa này, lịch sử này, địa lý này, và cũng mong được muốn được trải nghiệm nhiều những cái công việc. Lúc đó thì thầy cũng đi sưu tầm những cái quyển brochure. Quyển brochure là những cái quyển để mà giới thiệu về về lịch sử của trường này, về đặc điểm của trường này, những khoa mà trường có, hay là những cái cơ hội học bổng, cũng như là những cái định hướng sự nghiệp tương lai. Thì lúc đó thì thầy có tương đối ấn tượng với ngôi trường mà sau này thầy đã có chọn, đó là trường Đại học Hà Nội. Một trong những ngôi trường mà thầy cho rằng là đào tạo ngoại ngữ tốt nhất Việt Nam. Có rất là nhiều khoa tiếng, ví dụ như là khoa tiếng Anh này, tiếng Pháp này, tiếng Tây Ban Nha này, tiếng Ý này. Ngoài ra thì có cả những cái thứ tiếng tương đối là hiếm, ví dụ như là tiếng Bồ Đào Nha này, tiếng Ả Rập này, hoặc là tiếng Thái. Tuy nhiên thì có một cái khoa mà làm cho thầy ấn tượng và cảm thấy phù hợp với những thiên hướng bản thân mà lúc nãy thầy có liệt kê, đó là khoa Quốc tế học, International Studies. Đặc thù của khoa là tuy không tập trung vào một cái ngành nghề cụ thể gì nhá, nhưng mà lại trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng và kỹ năng cho nhiều thiên hướng nghề nghiệp, ví dụ như là quan hệ quốc tế này, truyền thông này, kinh tế này, hoặc là nghiên cứu học thuật, hoặc là theo cái đường hướng nghiên cứu như vậy. Cho đến nay thì thầy thấy rằng đây là một quyết định tương đối đúng, vì những cái kỹ năng và những cái kiến thức mà thầy có trong những năm tháng đó thì đều đâu đó giúp thầy bổ sung và hoàn thiện bản thân mình với vai trò bây giờ là một giáo viên IELTS. Như các bạn biết thì đây là công việc đòi hỏi một sự nghiên cứu tốt này, cũng như là khả năng phân tích, một vốn kiến thức xã hội rộng rãi, cũng như là khả năng và kỹ năng giao tiếp với học sinh hoặc là đồng nghiệp của mình. Vậy, một cái lời khuyên cho các bạn sinh viên cũng như là học sinh đang trong quá trình cân nhắc chọn ngành nghề, đó là hãy lắng nghe bản thân mình, tìm hiểu bản thân mình thật là kỹ, lựa chọn những cái định hướng mà phù hợp với những phẩm chất của bản thân mình. Bởi vì mỗi người sẽ đều có những cái phẩm chất và đặc điểm rất là khác nhau, mà chỉ có mình mới có thể là người mà hiểu nhất và cảm nhận được tốt nhất mà thôi. Ngoài những cái ngành nghề mà cần cái chiều sâu kỹ thuật ra nhá, thì đại học các bạn hãy xác định rằng là sẽ chủ yếu chỉ cung cấp cho chúng ta những cái nền tảng cơ bản. Và khi chúng ta bắt đầu với những cái công việc thì đều cần được đào tạo lại để phù hợp với định hướng, những cái thay đổi cũng như những yêu cầu mới của xã hội, theo những cái xu hướng mới của xã hội và của môi trường của chúng ta, môi trường ngành nghề của chúng ta. Tiếp theo, về sự khác biệt của việc học đại học và học cấp 3 thì chắc chắn rồi, việc đọc đại học khác rất là nhiều. Khi còn ngồi trên ghế phổ thông nhá, thì trên lý thuyết chúng ta là những người trẻ vị thành niên, chịu sự kiểm soát của giáo viên về thời gian học tập này, hành vi này, kỷ luật. Trong khi ở môi trường đại học thì cái cương vị của chúng ta là một người trưởng thành, chúng ta bỏ tiền và bỏ thời gian để nhận lại kiến thức nhằm ứng dụng vào công việc và cuộc sống sau này. Vì vậy, cái ý thức tự học cần được sự ưu tiên tối đa. Trong sự quan sát của thầy thì đã có rất là nhiều bạn nhá, do thói quen nói chung là ỷ lại vào sự thúc giục từ giáo viên và cha mẹ, thì khi lên môi trường đại học do tự do hơn, bởi vì nhiều bạn sẽ ở quê lên thành phố, gọi là sống tương đối là một mình, không có những người kèm cặp này, cho nên là cũng đôi lúc cũng có những cái sự chểnh mảng dẫn tới phải học lại hoặc là thi lại, tương đối tốn tiền bạc và thời gian. Ngoài ra thì khác ở trung học phổ thông nhá, thì khi ở trung học phổ thông thì phần lớn lượng kiến thức là sẽ được truyền tải ở trên lớp, việc làm bài tập chỉ là để bổ sung cho cái khoảng thời gian này. Thì với đại học, đặc biệt là với những cái ngành cần làm nhiều assignment và research, là những cái bài luận văn và nghiên cứu,
thì thời gian trên lớp, giảng viên chủ yếu là hướng dẫn để sinh viên có thể nghiên cứu tài liệu và hoàn thành luận án ở nhà. Do vậy là ý thức và tinh thần kỷ luật sẽ là yếu tố quyết định sự thành công của sinh viên. Ở trường của thầy thì tất cả các khoa chuyên ngành đều được đào tạo bằng tiếng Anh. Vì vậy thì một cái vốn ngoại ngữ tốt là một cái điều không thể thiếu. Tuy nhiên thì lại một lần nữa cũng giống như là đa số các bạn học sinh ở thời điểm đó, thì thầy cũng chỉ có thể, trước đó thì thầy chỉ có luyện tập và tốt ở kỹ năng ngữ pháp cũng như là khả năng reading, bởi vì đa số là phải đọc mà. Trong khi thì thiếu hụt gọi là trầm trọng ở ba kỹ năng còn lại mà đều vô cùng là thiết yếu nha. Đó là kỹ năng speaking này, writing này và listening. Rất may là trường cũng đã nắm rõ được cái tình trạng này. Vì vậy là cũng tất cả các sinh viên chuyên ngành phải dành năm nhất ở năm nhất đại cương để học về tiếng Anh, thì bao gồm là tiếng Anh theo chứng chỉ IELTS và tiếng Anh chuyên ngành phục vụ cho những năm tháng chuyên ngành sau này. Đó là lúc mà thầy hiểu rõ được cái tầm quan trọng của việc có cái bằng IELTS nha. Không chỉ là để đủ tiêu chuẩn để lên được những cái năm tiếp theo của đại học, mà nó còn trang bị cho thầy những cái vốn ngôn ngữ để có thể nghiên cứu này, trao đổi này, cũng như là tiếp thu những cái kiến thức chuyên ngành sử dụng rất là nhiều từ vựng cũng như là cấu trúc khác nhau. Ngoài ra thì trình độ ngôn ngữ tốt cũng sẽ đem lại cho các bạn rất là nhiều cơ hội thú vị. Trước khi vào đại học Hà Nội của thầy và khoa của thầy thì thầy cũng đã có nghiên cứu trước về những cái cơ hội học bổng. Thì có một cái học bổng rất là hay của khoa thầy, đó là một cái sự trao đổi, gọi là cái kỳ trao đổi sinh viên với những trường đại học ở nước ngoài. Vì vậy thì trong quá trình năm thứ 2 và năm thứ 3 của thầy thì thầy đã có phấn đấu không chỉ vì để lấy điểm số tốt của các môn chuyên ngành, mà cũng cố gắng tham gia tích cực vào các hoạt động của khoa cũng như là hoạt động của trường nhằm làm đẹp hồ sơ và làm nổi bật bản thân mình lên. Và cũng rất là được may mắn được tham gia kỳ trao đổi sinh viên Student Exchange tại Đại học Gothenburg, một trong những đại học lớn nhất ở Thụy Điển. Đây là một đất nước với bề dày lịch sử và về thành tựu văn hóa cũng như là về công nghệ ở trên thế giới. Đây là một đất nước có giải thưởng Nobel, là một giải thưởng được trao tặng cho những cá nhân lỗi lạc nhất trên thế giới về rất là nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong gần một năm tham gia trao đổi tại Đại học Gothenburg thì thầy có tham gia vào khoa Global Studies, là khoa toàn cầu học, có học các môn chuyên ngành về tâm lý và truyền thông. Những kiến thức thu thập từ ngày đó đã cho thầy những cái nền tảng để thầy có thể áp dụng được trong các công việc sau này, và bao gồm cả công việc giảng dạy ở IELTS Fighters. Ngoài ra thì chắc chắn rồi, cơ hội được tiếp xúc với văn hóa nước ngoài và giao lưu với những người bạn từ khắp nơi trên thế giới cũng giúp thầy làm giàu cái vốn sống này, mở rộng tư duy cũng như là sự sẵn sàng tiếp thu những cái kiến thức mới để áp dụng vào trong rất là nhiều lĩnh vực của cuộc sống của mình sau này. Đó, thì đó là những chia sẻ một chút về đời sống học tập của thầy. Ok, hy vọng rằng các bạn cũng sẽ có những năm tháng học tập thật là sôi nổi, thú vị và có ích để hoàn thiện bản thân mình trong tương lai nha. Chúc các bạn thành công.